Anh chuyển cho mẹ bao tiền? Anh nói đi, anh chuyển cho mẹ bao tiền? 10 triệu. Anh nghĩ em là trẻ con à? Anh nói thật đi, anh chuyển cho mẹ bao tiền? 50 triệu, được chưa? Mẹ anh bị ốm, anh gửi tiền cho mẹ là sai à? Đấy là mẹ anh, là mẹ chồng của em đấy. Sao em có phải làm mầm lên thế? Thế sao anh lại giấu em? Anh không coi em là vợ à? Em cầu nhau là vì cái gì? Là vì cái nhà này chứ còn gì nữa? Một mình em vì cái nhà này à? Cuối tuần người ta được nghỉ, anh vẫn phải cày mặt ngoài đường để đi làm đấy. Vì cái gì? Là vì cái nhà này đấy. Là vì cái gì? Là vì cái nhà này chứ còn gì nữa? Cuối tuần người ta được nghỉ, anh vẫn phải cày mặt ngoài đường để đi làm đấy. Vì cái gì? Vì cái nhà này đấy. Ok mẹ. Mẹ lên lúc nào đấy ạ? Con về rồi đấy à? Trưa nay vợ con về quê, cứ nặng nặc bắt mẹ phải lên bằng được. Vợ con bảo là mẹ đang ốm, ở quê một mình ý, vợ chồng con không yên tâm. Mẹ cũng đã bảo rồi là hai vợ chồng con bận rộn như thế, mẹ lên chỉ khiến hai đứa thêm vất vả thôi. Mẹ, mẹ thử bộ này đi. Con lại mua cho mẹ nữa à? Lần trước con mua cho mẹ mấy bộ đã mặc hết đâu. Phải dành tiền mà chi tiêu chứ con. Con biết lo liệu mà. Cửa hàng Sunfly ở đầu ngõ nhà mình ý đang được siêu giảm giá 40%. Mà cả cái bộ đẹp xịn như này á chỉ có 225k thôi. Mà con cũng sắm một bộ đây này mẹ. Con đi từ cửa hàng về đây luôn đấy ạ. Con mặc bộ này trẻ mà đẹp lắm. Mẹ thử đi ạ. Chất liệu mềm mịn và mát, nhẹ như không ấy mẹ ạ. Mẹ cảm ơn con. Cứ để đây lát nữa rồi mẹ thử. Thôi, muộn rồi, con phải đi nấu cơm đây. Mẹ thử đi nhá. Mà con gửi tiền cho mẹ làm gì? Hôm trước mẹ nằm viện ý, vợ con đã gửi tiền viện phí cho mẹ rồi cơ mà. Vợ ơi, cho anh xin lỗi chuyện sáng nay nhá. Được rồi, anh bê đồ ăn ra đi, mẹ chắc đói rồi đấy. Còn chuyện sáng nay á, em tính sổ với anh sau. Ok, em đã nhận tận nơi đông người.